Bạn đang xem Người đưa tin TV. Vấn nạn xe quá khổ quá tải đang hoành hành tại huyện Ba Vì với nhiều lỗi vi phạm giao thông gây nên tình trạng bất an cho nhân dân trong khu vực, làm mất vệ sinh môi trường, phá hỏng hệ thống giao thông. Những năm vừa qua, vấn nạn xe quá khổ quá tải trọng, xe tự ý cơi nới thành thùng để chở hàng trên địa bàn thành phố Hà Nội luôn là vấn đề dân sinh bức xúc, được đề cập rất nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Để giải quyết vấn nạn này, các ngành các cấp từ trung ương đến các địa phương, trong đó có thủ đô Hà Nội, đã tổ chức nhiều đợt ra quân để xử lý. Tuy nhiên, tình hình chỉ lắng xuống một thời gian ngắn trong những đợt ra quân, sau đó lại tái diễn một cách công khai, khiến người dân vô cùng bức xúc. Phóng viên đã có mặt trên tuyến tỉnh lộ 414, đường nối từ thị xã Sơn Tây đến cầu Đồng Quang, là tuyến đường huyết mạch nối thành phố Hà Nội với tỉnh Phú Thọ. Phóng viên đã ghi nhận được thực trạng xe quá khổ quá tải, hiên ngang tung hoành, chưa thấy sự vào cuộc xử lý của cơ quan chức năng, khiến người dân ngao ngán, bất lực, cùng nỗi khiếp sợ khi các phương tiện này ngày đêm cày xới trên tuyến đường, gây mất an toàn giao thông. Người dân cho biết, binh đoàn xe Howo chở vật liệu xây dựng chạy liên tục cả ngày lẫn đêm, tấp nập hoạt động trên tỉnh lộ 414 đường Yên Bài, Tản Lĩnh và đi một số tuyến đường khác. Phóng viên ghi nhận các phương tiện chở quá tải mang các logo Quốc Yến, AT, Cường Thịnh, HC, Trường Phú. Bằng mắt thường cũng có thể nhận ra các xe này vi phạm nhiều quy định của luật giao thông đường bộ, như xe che chắn không đảm bảo. Các xe này đều chở đầy có ngọn, che chắn không kỹ nên vật liệu rơi vãi trên tuyến đường rất nhiều. Người dân lưu thông trên những tuyến đường có xe tải đi qua thường xuyên phải chịu đựng cảnh khói bụi rất khó chịu. Còn khi trời mưa thì đường bẩn, trơn trượt gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Xe quá tải trọng và cơi nới thành thùng. Hầu hết các đoàn xe tải mang logo đều cơi nới thành thùng, thùng xe với cách thực hiện hết sức tinh vi, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng như gắn bản lề cho phần thùng đã cơi nới, sử dụng mảnh bạt dài theo thùng xe. Mảnh bạt này luôn luôn ở tình trạng thả xuống che chắn phần thành thùng xe đã được cắt và hàn lại. Xe chạy trên đường cấm quá tải trọng. Trên tuyến đường 414 đi qua nhiều cây cầu có trọng tải không quá 13 tấn, tuy nhiên những đoàn xe đều có trọng tải toàn bộ của xe khoảng trên 30 tấn. Thêm việc cơi nới thành thùng thì các xe sẽ có trọng tải gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi nên rất nguy hiểm cho các cây cầu. Với trọng tải lớn và mật độ lưu thông liên tục của binh đoàn xe vua này gây nên tình trạng tuyến đường có nhiều chỗ xuống cấp hư hỏng, khiến thành phố hàng năm đã phải chi nhiều tiền để duy tu tuyến đường này. Với vi phạm rõ ràng như vậy, nhưng những đoàn xe vua này vẫn cứ tồn tại chạy xuyên ngày đêm mà không bị xử lý. Ngay trong buổi khảo sát của nhóm phóng viên, chúng tôi ghi nhận được lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đang túc trực trên tuyến đường này. Nhưng xe vua vẫn cứ chạy như thường, phải chăng có sự làm ngơ của lực lượng chức năng với những vi phạm này? Đã đến lúc Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần vào cuộc để chấn chỉnh các lực lượng chức năng, lập lại trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm những cán bộ tha hóa, biến chất, làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Truyền hình Người đưa tin sẽ tiếp tục thông tin. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.